Như cái giai đoạn tích lũy của năm 2019 thì chúng ta thấy là thị trường có thể đi ngang trong cả một năm, thậm chí là hơn một năm kéo dài. Thì cái giai đoạn tích lũy trung bình thường kéo dài khoảng 6 tháng đến một năm. Cổ phiếu nào nhanh thì khoảng 3 đến 6 tháng. Có những cổ phiếu có thể nằm ẩn mình trong 3 năm. Như vậy chúng ta xác định là sau cái giai đoạn downtrend của thị trường chứng khoán trong năm 2022 thì bước sang năm 2023 thị trường sẽ bước vào cái giai đoạn tích lũy đi ngang trong biên độ. Trước mắt là trong khoảng 6 tháng đầu năm 2023 cũng trùng với cái chu kỳ tăng lãi suất của Fed trong giai đoạn nửa đầu năm 2023. Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất, tuy nhiên là với cái biên độ thấp hơn. Như vậy khi mà lãi suất vẫn có chiều hướng gia tăng thì thị trường chứng khoán chưa thể uptrend ngay được. Tuy nhiên thì nó sẽ đi ngang tích lũy chứ không giảm nữa, bởi vì các nhà đầu tư tin tưởng rằng là có thể sớm thấy được đỉnh của lãi suất trong năm 2023. Và như vậy thì chứng khoán dừng cái đà giảm, dừng cái đà downtrend và bước sang cái giai đoạn là tích lũy và chuẩn bị cho một cái chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Như vậy trong thời gian tới đây của thị trường, trước mắt là 6 tháng đầu năm 2023, thị trường bước vào cái chu kỳ đi ngang tích lũy.